Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là không giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An đang rất là nóng lòng muốn gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Thương Người Ở Bạc được viết bởi tác giả Vân Bích. Sau khi mà chúng ta trải qua 6 tập truyện vừa rồi, thì Tâm An và kênh Bụi Phố nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Trong đó có tích cực này, nhưng mà có những bình luận vô cùng tiêu cực bởi vì cô gái tiên linh kia À, khán giả lại luôn chửi cô gái tên Linh là nhu nhược, không biết phấn đấu để bảo vệ, lấy bản thân của mình và bảo vệ những người thân yêu xung quanh của mình và nhất là người cha đang bị bệnh tật kia Đối với Tâm An thì Tâm An không biết phải nói như thế nào, Tâm An chỉ muốn quý vị chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, bởi vì tập truyện ngày hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời thích đáng về giá trị nhân phẩm của Linh và cả câu trả lời về chuyện bà Diệu và cô gái tên Kiều kia tìm cách hãm hại Linh Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị nhớ ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. nhàn nhã ngồi trong quán cà phê. Áng chừng qua nửa tiếng là Bình Điên đã về tới nhà. Cô ta lấy điện thoại ra để gọi cho hắn. Mọi việc thế nào? Suôn sẻ lắm có phải không? Tất nhiên, con này trông ngon nhỉ mà công nhận. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, ngay cả chị em ruột mà Cưng cũng không đương tay sao? Cưng cũng bén kinh khiếp. Thôi đủ rồi, tôi có điều này muốn dặn anh. Chuyện gì cũng được, nhưng mà Cưng phải nhớ trả công cho anh thật hậu hĩnh vào đấy Không thành vấn đề Có chuyện gì cưng nói đi Tạm thời tôi muốn anh giữ cô ta ở đó Chờ khi tôi dàn xếp xong chuyện với mụ gì ghẻ Tôi sẽ cho hai bên gặp nhau Một chiêu Trai cỏ mổ nhau ngư ông đắc lợi Vậy là chuyện về sau Không liên quan đến chúng ta nữa Tốt Cứ như vậy mà làm Bàn bạc xong rồi Kiều ngắt kết nối Tâm trí là viễn cảnh Mình cùng với chiếc váy cưới cao gấp Lộng lẫy sánh bước bên cạnh Vinh trong lễ đường xa hoa tráng lệ. Còn ở đầu dây bên kia, dục vọng của tên Bình Điên đang sôi lên cuồn cuộn. Hắn rất muốn nhào tới, nhấm nháp miếng mồi ngon. Nhưng nhớ ra lần trước, gần gũi với con Kiều, nó vì thuốc mê mà nằm đơ ra như khúc củi, thật chả có gì thú vị. Thôi thì hắn dáng chờ một chút. Lát con này tỉnh, cảm giác giống như mảnh hổ vườn môi. Trò chơi tình ái mới càng hấp dẫn và càng tuyệt vời hơn. Còn Kiều tâm trạng vui vẻ lắm, từ khi cây gai trong lòng bị nhổ đi, cô ta cao hứng đi shopping tới trưa, mua thật nhiều quần áo. Trở về nhà với những túi đựng hàng đầy ắp trên tay. Ở trong phòng ướm thủ đồ, cô ta hài lòng với nhan sắc kiều diễm này và rất háo hức muốn cho người yêu trông thấy, để ngày càng đắm say, cuồng si với mình hơn. Thế là cô ta lấy điện thoại gọi cho Vinh. Anh Vinh à. Cô là ai? Còn còn ai chứ? Linh bạn gái của anh đây anh không nhận ra em sao linh à anh xin lỗi điện thoại hôm nay bị làm sao ấy? giọng em nghe hơi có lạ nên anh tưởng người khác trong danh bạ của anh chưa lưu số của em sao sáng nay anh dì xét máy vô tình xóa mất mấy dữ liệu thôi được rồi em hiểu mà em không giận anh đâu nhưng mà tối nay anh phải bù đắp cho em bù đắp thế nào em thích một bữa tối lãng mạn bên anh nến anh thấy có được không? Ai chứ nếu là người yêu của anh Thì anh chiều tất Đúng như mong muốn của người yêu 7 giờ tối Vinh đánh xe Đón cô ấy đến tòa nhà 81 tầng Cao nhất Việt Nam Kiểu trong chiếc váy màu trắng tinh khôi Với lối trang điểm nhẹ nhàng Giống như những tấm ảnh Mà Linh đăng tải trên Facebook cá nhân Khiến cho Vinh cứ ngắm nhìn không trước mắt Nhà hàng anh ấy chọn nằm ở tầng 77 Chỗ ngồi có vị trí tốt nhất Nhìn ra bên ngoài có thể ngắm được bao quát thành phố lung linh về đêm đã như vậy vinh còn hào phóng gọi những món đặc biệt nhất trong thực đơn mà trước tới giờ kiều chưa bao giờ nghĩ rằng mình có diễm phúc được nếm thử nào là cua tuyết nhật báo hư hàn quốc và trứng cá tầm nào là tôm hùm còn có sò điệp đĩa thức ăn nào cũng hấp dẫn thị giác kiều vui vẻ thưởng thức từng tí một bộ dáng từ tốn dịu dàng ánh mắt của vinh vẫn cứ dán chặt vào người của kiều khiến cô ta vô cùng cao hứng nũng nịu nói sao anh lại ngắm người ta ngây người ra thế à tại vì hôm nay em rất đẹp anh thích như vậy phải không từ giờ em sẽ thế này nhá ừ rượu ở đây rất ngon em có muốn thử một chút không em không rượu nhẹ lắm nếu như em say anh có thể đưa em về không phải lo dạ em uống một chút thôi ạ à. thế là vinh cầm thực đơn gọi loại rượu thượng hạng nhất Quả nhiên vừa thưởng thức ẩm thực vừa uống chút cồn Không khí xung quanh lung linh huyền ảo Người trước mặt thì dán lên mình Ánh nhìn tha thiết Đêm hẹn này đối với cô Đúng là tuyệt vời nhất từ trước tới nay Đang tràn đầy niềm vui Cô tất nhiên là muốn uống thêm một chút nữa Bữa ăn tối kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ Lúc này Kiều ngà ngà say Và được Vinh cẩn thận Đỡ ra xe đưa về nhà Tầm 11 giờ hơn Chiếc xe của Vinh dừng ngay đầu ngõ anh đỡ cô gái lững thững đi vào Bấm chuông cửa Bà Diệu vừa mới chợp mắt được một chút Bị gọi dậy đâm ra có bằng Nhưng mà trông thấy cái mò vàng của mình cũng có mặt Bao nhiêu bực bội tan biến hết Bà ta đon đả, dìu con gái vào trong Vinh lên tiếng nhờ cậy Dạ thưa gì Linh có uống chút rượu Ban nãy còn bị nôn Cháu nhờ người thay cho cô ấy rồi Nhưng mà bây giờ Nhờ gì thay đồ ngủ thoải mái Với lau người qua bằng nước ấm dùm cháu à Thôi được, cháu cứ về đi. Dì xem Linh như con ruột, cháu cứ yên tâm. Dạ, cháu cảm ơn, cháu xin phép. Vinh đi rồi, bà Diệu cũng chẳng nhẹ nhàng gì nữa. Bà kéo cô gái vào phòng ngủ, mạnh tay đẩy lên giường. Lúc bấy giờ cô ta mới hé mắt, giọng nói ủi oải. Dì Diệu đi à, tôi muốn uống nước. Tỉnh rồi đi à, tự đi mà lấy, tôi buồn ngủ rồi, không rảnh để hầu cô. Lấy cho tôi cốc nước đi, tôi có chuyện muốn nói với bà chuyện gì bà cứ lấy cho tôi thái độ của con nhỏ này chắc là có chuyện gì thật vậy nên bà diệu nhanh chóng xuống lầu mang cốc nước lọc lên trong lúc đó cô gái vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi bà diệu cầm cốc nước đặt lên bàn nhìn đứa con gái trước mặt và nói ngay uống đi rồi nói xem có chuyện gì cô gái nâng cốc nước một hơi uống cạn sau đó nghiêng đầu nhìn bà diệu linh trở về rồi bà có biết không không thể nào cô gái móc điện thoại từ trong giò sách mở bộ sưu tập ảnh chọn một tấm đưa đến trước mặt bà diệu bà nhìn cho kỹ đi đây có phải là linh không cô đã gặp cô ta rồi ư đúng cô ấy đến tìm tôi muốn tôi hợp tác lật đổ bà nói cho bà biết linh có đầy đủ chứng cứ về việc bà lừa bán cô ấy nếu như nộp bằng chứng cho công an tôi đảm bảo rằng bà sẽ đi tù một gông Bà Diệu thực sự không ngờ, Linh lại may mắn đến như vậy, bị bán vào nhà chứa rồi mà vẫn có thể thoát ra. Tâm trạng vô cùng lo lắng, bà níu tay cô gái, giọng nói gườm gườm nhắc nhở. "Cô nên nhớ, chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, nếu như cô không giúp tôi, tôi nhất định kéo cô chết cùng." Kiều trầm mặc một chút, bộ dáng đang nghĩ ngợi, qua chốc lát cô nói tiếp. "Bởi vì chung một chiếc thuyền, nên tôi mới phải giúp bà." Tôi cho bà địa chỉ Ân oán giữa hai người Bà đến giải quyết một lần cho xong đi Tốt, tốt lắm Nói rồi cô gái lấy trong túi Một màu giấy Có địa chỉ điểm hẹn và dặn dò Bà cứ đến đó một mình Tôi cho người hỗ trợ bà Ok ok Tôi đã hẹn 9 giờ sáng mai Sẽ có câu trả lời cho Linh rồi Vậy thì bà thay tôi đến gặp cô ấy Ở căn nhà hoang Ghi trong tờ giấy này Bàn tính xong rồi Bà Diệu quay về phòng nghỉ ngơi Chờ cho ngày mai đi xử lý dứt điểm Cái thứ đồ ôn nghiệt kia Còn Kiều đã nói sẽ giúp bà Mà cả hai là đồng hội, đồng thuyền Bà chả sợ con này, nó dám dở quẻ Thế là bà khép mắt chìm vào giấc ngủ Còn ở trong phòng Cô gái lúc bây giờ rút chiếc điện thoại Gọi thông báo cho phía bên kia Chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch Sáng ra cũng chả thèm mua đồ ăn Lấy thuốc cho ông định Bà Diệu ra quán ăn phở cho no bụng rồi thay đồ bắt xe ôm đến căn nhà hoang ở quận 7 Để tránh làm người khác nghi ngờ Bà ta cố tình bảo xe ôm Dừng cách điểm hẹn một đoạn Rồi tự mình đi bộ vào Khi bà ta đến nơi Nhìn từ bên ngoài Căn nhà đổ nát nhuốm mùi lạnh lẽo Bà mở một cánh cửa Bước vào thêm một chút Lại có thêm một cánh cửa khác Khi cánh cửa thứ hai được mở ra Bên trong có một cô gái bị cột tay Ngồi trên chiếc ghế Miệng của cô ta cũng bị bịt kín vừa trông thấy bà dịu cô gái kia ra sức vùng vẫy bà ta nhìn đứa con gái trước mặt sự ghét bỏ tràn ra từ đáy mắt bà thầm nghĩ con linh đúng thật đã về mà vậy thì sao chứ nó vẫn bị chính đứa em ruột của mình đưa vào chỗ chết <laughs> rất hài lòng vì sự sắp xếp của kiều bà ta tiến gần cô gái bắn tia nhìn âm độc môi nhếch lên một điệu cười khinh bỉ tao nghe nói mày muốn tố cáo tao à Mày đâu có ngờ Lại giao chứng cho ác Con Kiều nó lại là đồng minh của tao Hài quá Bây giờ mày rơi vào tay của tao rồi Để xem mày hay ho đến đâu Dứt lời bà Diệu xông đến Một tay túm tóc cô gái giật ra đằng sau Tay còn lại liên tục Hạ xuống đôi gò má mềm mại và trắng trẻo của cô Những dấu tay hồng rực Lưu lại trên đó Không thể nào khiến bà ta thỏa mãn Bà ta tiếp tục dương móng vuốt Và cào lên đó ba lần Màu tươi ứa ra Trông rất đáng sợ Miệng bà ta oang oang lên Đúng rồi đấy Tao lừa bán mày đấy thì làm sao Mày muốn tao ngồi tù á Nằm mơ Tao tần cho mày cho sướng Lát tao mua hai con chó đến đây Tao để cho chúng nó cắn chết mày Cho mày xuống âm phủ Mà tố cáo với Diêm Vương Tiếng cười của bà ta vang vọng lên trong căn nhà hoang Như ác quỷ nơi địa ngục Ngay lúc này một thanh âm lạnh lùng và nguy hiểm vang lên Nhìn bà dịu đằng đằng sát khí. Tất cả những việc làm của bà, tôi đã điều quay hết lại rồi. Bà chờ mà nhận hậu quả đích đáng từ hành vi tàn độc của mình đi. Lời chàng trai trẻ vừa dứt, liền có hai người đàn ông xuất hiện để chế trụ bà dịu. Bà nhìn Vinh đầy ngỡ ngàng. Tại 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 sao cậu lại đến đây? Vinh khinh thị không thèm đáp, đanh thép nói với hai người đàn ông. Hai anh đưa bà ta lên đồn công an khi hai người kia đi rồi vinh mới đến chỗ cô gái trầm giọng nói vào tai của cô còn cô gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi câu nói lạnh lẽ lẽo vừa dứt vinh đã quay lưng bước đi nếu kết quả adn anh nhận được từ tối qua không công nhận quan hệ huyết thống của cô ta với ông định anh thề sẽ cho cô ả à nhận hậu quả thật đắt hiện tại kết quả chứng thực cô ta chính là chị em ruột với linh giao phó cho pháp luật xử lý là nhân nhượng cuối cùng Mà anh dành cho ả ta Thư đồ tâm địa rắn rết Ngay cả tỉnh thân cũng chẳng màng Báo hại người thương của anh phải chịu khổ bao nhiêu ngày qua Bây giờ Ngay cả đụng vào người của cô Anh ta còn cảm thấy kinh tởm Vậy nên Vinh không đi cùng Mà bảo mẫn đến giải cô ta lên đồn Sau đó bấm số gọi Cho người mà anh thương Chuyện của mụ rượu tôi xử lý xong rồi Linh ghi yên tâm Kẻ ác nhất định phải trả giá Nhưng mà bây giờ Linh cần phải đi khám đi Để như vậy tôi không yên tâm đâu Linh đang ở đó đúng không Chờ tôi đến nhé Thế là Vinh bắt taxi đến nhà ông Định Trong đầu của anh chuyện của ngày hôm qua Còn hiện lên rõ mồn một, một Nếu lúc ấy anh không tìm đến kịp Chẳng phải người anh yêu Đã bị cái đám kia Làm nhục rồi hay sao Nhớ lại chuyện ấy Chàng trai mạnh mẽ như Vinh Cũng có lúc run rẩy tột đổ Chuyện mà Kiều không biết ngay khi Linh bị đưa về nhà tên Bình Điên, hắn nhẫn nhịn chờ cho con mồi tỉnh dậy. Qua tầm 2 tiếng, thuốc mê tan hết, Linh mở mắt trông thấy một nơi xa lạ, bên cạnh là tin đàn ông mặt mũi côn đồ đang nhìn mình đầy thèm khát. Cô bật dậy và quát lớn. Ông là ai? Gì mà ông? Anh còn phong độ thế này cơ mà cưng. Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Nào, lại đây, lại đây anh thương nào. Ông cút đi, ông không được đến gần tôi. Linh lúc bấy giờ hệt như một con thỏ Đối diện với một con sói già hung ác Hắn thích thú vờn quanh Nụ cười dâm dê ghê tởm cất lên Sau đó phóng thẳng về cô gái yếu ớt Sức phụ nữ không qua được đàn ông Nhưng tình thế cấp bách này Linh bất chấp tất cả Liều mình kháng cự Điểm yếu nhất của đàn ông chính là hạ bộ Vì vậy cô nhắm vào nơi đó Mà đạp thật mạnh chân vào Bình điên sau khi đi tù trở về Đã được môi trường rèn luyện kha khá, khá thế nên chỉ một ánh mắt của linh hắn cũng đoán biết được con ả à, muốn làm gì còn khốn kiếp muốn đá dập trứng của tao chứ gì tao nắm được tao chơi mày đến nát như tương vậy là sóng mắt của hắn đò lừ tránh được cú đá của linh liền vung tay tát cho cô hai cái như trời giáng trước mặt của linh nổi đầy đom đóm thế mà hắn vẫn còn như thú hoang giật tóc của cô ngược ra đằng sau và gầm rú mẹ mày mày hỗn láo với ông à ông cho mày á mày chết này cùng với tiếng mắng trời tiếng quát bình điên lại quang thêm mấy cú tát lên đầu lên mặt của linh cảnh tượng hành hung này không khác gì lúc cô bị đánh ghen lầm lần trước bất giác những hình ảnh lờ mờ chồng chéo lên nhau hiện rõ trên đầu của cô áp lực dồn lên não khiến cho linh đau nhức cực độ cô hét lên một tiếng á rồi ôm đầu lăn tròn trên nền đất từng gương mặt xoay tròn chuyển động quá khứ như một thước phim chiếu ngược không theo trật tự lần lượt chạy trong đầu của cô Cổ thống khổ gào to như người điên còn tên bình kia đã lên cơn thèm khát đỉnh điểm ngó nghiêng tìm sợi dây để trói cô vào chân giường bắt đầu chơi trò lạc thú còn vinh trước đó tìm kiếm manh mối trong vô vọng anh mới hồi tưởng lại thật kỹ cây hôm đưa người yêu về ra mắt ba mẹ vì cô ấy bảo muốn tự mình về nhà nên anh cũng không có đi theo chỉ là lúc sau bà ánh Lại chạy ra với túi đường yến xào Bảo anh nhanh gọi Linh Để đưa cho cô ấy Anh phóng lên chiếc taxi Và đuổi theo xe đằng trước Thì trông thấy người yêu dừng lại Ở một cây rút tiền Không lâu sau điện thoại của anh thông báo Bị trừ đi 50 triệu Tất nhiên là Vinh biết Linh phải mua điện thoại Nhưng khoản này có hơi vượt Mới cái sự tưởng tượng của anh Đang còn thắc mắc Vinh lại thấy chiếc xe của Linh Rẽ vào một hướng khác không phải là hướng về nhà của cô. Bởi vì tò mò, Vinh bảo taxi tiếp tục bám đuôi. Nơi Linh dừng lại là một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Cô ta bước vào đó, một lúc sau đó thì bước ra. Trên đường mới ghé qua phòng khám tư nhân nọ, lần trước nhìn thấy mà không hề nghĩ đến. Cơ mà khắc này, Vinh bỗng có cảm giác căn nhà cấp 4 kia chính là manh mối quan trọng. Lần này vì mẫn bận đi kiểm tra kết quả ADN, nên Vinh mới tự mình tìm đến tận nơi. Anh bấm chuông cửa Liền có một tên đàn ông xăm trổ Mặt mũi bậm trợn Bước ra hỏi Mày tìm ai Tôi muốn hỏi Lời còn chưa dứt Vinh nghe thấy tiếng rất là quen thuộc Quát to Cút đi tránh sao tôi ra Trái tim của anh bỗng nhói lên một cách kỳ lạ Liền xông thẳng vào bên trong Đúng lúc ấy lại nghe tiếng hét chói tai của phụ nữ Thế là anh mặc kệ tất cả Anh chạy lên lầu Thì trông thấy gương mặt quen thuộc nhưng mà lúc ấy Đã nổi lên những dấu tay nhức mắt Không giữ được bình tĩnh Vinh Phong đến nhấc chân đá cho hắn một cước Mấy thằng đàn em lúc này Cũng kéo hết lên lầu Ba thằng chắn nơi cửa Thấy đại ca bị tấn công Thì vội vàng nhào tới để tiếp ứng Bọn chúng hoàn toàn không thể ngờ Kẻ mà mình muốn đánh hội đồng Chính là cao thủ karate Huyền đai tam đẳng Thế là Vinh nâng hai tay thủ thế Hạ thấp trọng tâm Chờ khi bọn chúng lần lượt lao đến Anh tung một cước mạnh mẽ lên đầu của đối phương Những đòn thế tiếp theo Tấn công như vũ bão Từng tên ngã xuống như giả Bình điên là thảm hại nhất Bởi vì bị Vinh liên tục nâng gối lên bụng Đau đến tức thở Mấy tên đàn em hoàng sợ lần lượt chạy hết Vinh liền thô bạo kéo hắn xuống nhà Tìm dây chói Gô hắn ta lại Rồi gọi một bảo vệ riêng của ba đến Áp giải hắn lên công an Kiện hắn tội cưỡng hiếp xử lý tên đốn mặt xong xuôi vinh chạy vào nhà đỡ lấy cô gái dậy lúc đó cô vẫn còn ôm đầu nhức nhối anh liền dịu giọng chấn an linh à em bị làm sao thế anh là ngập ngừng một giây lát cô tiếp tục nói vinh cậu là vinh có phải không linh của anh trước đây chỉ kêu anh bằng cậu cô gái mà anh yêu thương của ngày nào đã trở về rồi anh mừng rỡ định ôm Linh vào lòng Nhưng lúc bấy giờ Những áp lực khiến cô gái không chịu được nữa Mà ngất đi Anh vội vàng bế cô gái ra xe đến thẳng bệnh viện Ở đó bác sĩ chuẩn đoán Tình trạng là do cô vừa mới trải qua sợ hãi Ngoài những tổn thương ngoài da Thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng Bác sĩ chỉ định cho cô tạm thời nằm nghỉ Chờ tỉnh lại Rồi thăm khám tiếp Giữa lúc Linh đang còn hôn mê Thì điện thoại của Vinh đổ chuông Anh không nhìn tên người gọi Quen tay trượt màn hình để nghe Đầu dây bên kia vang lên tiếng lôi lả Anh hờ hững đáp lại Cô là ai? Cô ta liền nói tên Còn oán trách anh không nhận ra bạn gái Linh đang ở ngay bên cạnh Thế còn Linh nào đây chứ? Thắc mắc thì thắc mắc Nhưng anh tạm thời chưa vội vạch trần Vẫn đò đưa tiếp chuyện với cô ta Chốt lại là một cuộc hẹn lãng mạn Ở tòa nhà cao nhất Việt Nam Tắt điện thoại hoài nghi trong anh với cô gái vừa rồi càng ngày càng lớn dần qua tầm nửa tiếng thì linh tỉnh dậy vừa mở mắt cô ngó nghiêng khung cảnh vinh ơi tại sao tôi lại ở đây em bị ngất tôi đưa em đến bệnh viện còn tên khốn kia hắn ta vừa nói linh vừa co cụm nét mặt đầy hoảng sợ vinh vội vàng trấn an cô không sao đâu có tôi bên cạnh em rồi thằng khốn kia tôi cũng giao cho công an xử lý rồi có thật không thật nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi em chuyện gì cậu cậu nói đi thời gian qua em sống ở đâu tôi tôi bị mất trí nhớ tôi nhờ tôi ở nhờ nhà cái vi là bạn của tôi ở nhà bạn đúng nhưng tôi tôi vừa nhớ lại khi nãy thôi vậy là rõ rồi cái gì rõ chứ cậu nói gì tôi không hiểu linh à thời gian em bị mất trí nhớ có người giả mạo thân vận của em tại sao lại như thế được linh tập trung suy nghĩ đột nhiên quả quyết ngay đúng rồi có thể là âm mưu của bà ta bà ta là ai là bà diệu mẹ kế của tôi nguyên nhân nguyên nhân là gì cậu đợi tôi một chút tôi cho cậu xem cái này sau đó Linh mò mẫm khắp người Chiếc điện thoại không biết đã rơi từ lúc nào Cô rè dặt hỏi Vinh Tôi... Điện thoại của tôi rơi mất rồi Cậu có thể cho tôi mượn được không? Tất nhiên là được rồi Vinh mở khóa Đặt điện thoại vào tay của Linh Cô tìm đến app Facebook và đăng nhập vào tài khoản Mai Thủy Linh Lục lại tin nhắn Là hình chụp đối thoại với bà Diệu Được gửi vào nick ảo mà cô lập Nên để lưu giữ chứng cứ Bà ta lừa bán cô Vinh nghe xong gần như đoán ra âm mưu thâm độc của người đàn bà kia. Anh trầm tư một chút, sau đó đề nghị. Tôi có cách, lật tẩy bà ta, là kẻ giả mạo rồi. Nhưng chẳng biết em có thể phối hợp với tôi không? Được chứ? Sức khỏe của em, tôi đợi bác sĩ kết luận xem thế nào. Sau khi bác sĩ đến thăm khám, kết quả hoàn toàn bình thường. Còn những vệt hồng do bị tát kia về thoa thuốc sẽ từ từ biến mất Anh xót so xa cho người thương bao nhiêu Thì anh lại càng căm hận Ba kẻ khốn nạn kia bấy nhiêu Vinh đang muốn rời kế hoạch sang ngày khác Thì Linh lên tiếng Kế hoạch của cậu là gì? Hay là chờ qua hai hôm nữa? Không được Tôi muốn bà ta phải trả giá Tôi không thể nào chờ đợi thêm được Nhưng... Không nhưng nhị gì cả Nếu cậu không giúp Thì tôi, tôi tự nghĩ cách đấy thái độ của Linh quá đỗi cường quyết, Vinh cũng không thể nào từ chối được nữa, đành vạch ra ý tưởng. Cô nhẫn nại chờ Vinh trải qua cuộc hẹn với cái đồ giả mạo kia, đến khi cô ta say khướt, cô lặng lặng tráo đổi thân phận, thay Kiều quay về nhà của mình. Vừa vặn, lúc này Vinh cũng dặn Linh dùng máy của Kiều bật chức năng ghi âm cuộc thoại, nhưng cô cảm thấy chứng cứ như vậy là chưa đủ, mới dụ cho bà ta xuống nhà lấy nước, rồi mở chức năng quay video sâu máy và một góc kín đáo. Lời nói và hình ảnh của bà Diệu đều đã được ghi lại. Cơ mà bước cuối cùng trong kế hoạch chính là bắt bà ta thú nhận tất cả tội ác của mình. Vì vậy, màu giấy ghi địa điểm gặp mặt Linh chính là cái bẫy dành cho bà Diệu. Kiều qua cơn say tỉnh dậy, thấy mình bị trói chặt, còn Vinh thì đang nhìn mình đầy căm ghét thì bực bội cao giọng. Anh làm gì thế hả? Anh mở trói cho em. Cô tên là gì? Anh anh bị điên à Em là Linh Em là người yêu của anh Không lẽ rượu có vấn đề Nên anh bị lãng trí à Cô thôi đi Tôi nên gọi cô là gì nhỉ Có phải là Trần Diễm Kiều hay không Anh Anh vừa nói cái gì Em không biết Không biết sao Đang lúc chất vấn cô ta Trợ lý mẫn điện thoại đến Dạ thưa sếp Có kết quả Của ADN rồi Nói đi Dạ tỷ lệ là 99,99% 99%. Xác nhận là có quan hệ huyết thống à Tôi biết rồi Vinh cốp máy im lặng nhìn về phía của Kiều Anh không biết vì sao ông định Nói có duy nhất một cô con gái tên là Linh Mà bây giờ cô gái này Cũng có cùng huyết thống Cường mặt này với Linh giống nhau như hai giọt nước Chắc chắn là chị em sinh đôi Hiện tại căm ghét cô ta Nhưng Vinh không biết phải làm gì cho đúng Chăn chờ hồi lâu khi anh nhìn lại đồng hồ, đã là 7 giờ sáng mất rồi. Chỉ còn 2 tiếng nữa, anh sẽ có cuộc hẹn với mụ phù thủy ác động với cái danh mẹ kế kia. Tay chói gô, miệng nhét khăn, che nửa khuôn mặt cô ta bằng khẩu trang, Vinh nhanh chóng đưa kiều đến đó cho người đàn bà tham lam tìm đến. Quả nhiên bà ta vừa tới, liền xông lên đánh cô gái vô cùng hung bạo. Nếu người ngồi đó thực sự là linh, thì đáng thương cho cô ấy biết nhường nào. Anh nép vào một góc Bắt chọn những khoảnh khắc Bà ta giữ dằn xuống tay với cô Lớn tiếng thừa nhận tất cả tội ác Vinh chỉ cho có vậy Lập tức bước ra bắt bà dịu lại Từng kẻ từng kẻ Đã khiến người anh yêu bị tổn thương Suýt nữa bị ô nhục một đời Anh nhất định lôi hết vào vòng lao lý Bọn họ Một người anh nhất định cũng không bỏ qua Bật đặc sĩ cho Linh quay về cháo đổi thân phận để hoàn thành kế hoạch lật tẩy mưu đồ độc ác của bà Diệu và đồng lõa. Hiện tại Vinh vẫn là không yên tâm về tình trạng tổn thương não dẫn đến mất trí nhớ của Linh. Vậy nên sau khi những kẻ tâm địa kia, rắn rết kia bị đưa về cơ quan điều tra, anh liền đến nhà ông Định, chờ người thương đến bệnh viện để thăm khám cho cẩn thận. Thái độ của Linh bây giờ trừng mực giữ kẽ. Vinh có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại đây chính là cô gái dịu dàng hiền lành mà anh yêu quý chứ không phải là kẻ mạo danh nửa mùa là tốt lắm rồi. Người như cô à, cố gồng mấy thì khí chất không bao giờ so sánh bằng bản chính. Nhưng mà hiện tại, quá trình chinh phục của anh đã quay về vạch xuất phát, muốn rước được vợ về trong năm nay thì anh càng phải cố gắng nhiều hơn. Sau khi kiểm tra thần kinh một cách chi tiết và xem kết quả chụp cộng hưởng từ não, bác sĩ kết luận tình trạng chấn động não của bệnh nhân Mai Thủy Linh đã hồi phục Vấn đề cần chú ý là ăn uống nghỉ ngơi hợp lý Và quan trọng nhất là phải tránh chấn thương khác xảy ra Vì nếu chấn động não lặp đi lặp lại Đặc biệt là trong vòng 3 tháng Có thể gây tổn thương não vĩnh viễn Thậm chí gây tử vong Những điều bác sĩ nói Vinh ghi nhớ rõ rành mạch Liên tưởng đến tiền giang hồ khốn nạn hôm trước Làm tổn thương cô gái anh yêu Lửa giận trong lòng sôi lên sùng sục Nhưng mà Vinh cố gắng nén nhịn Chờ Linh đưa về rồi anh mới tính đến hắn ta. Trên đường về Vinh còn cố tình bảo tài xế ghé ngang cửa hàng bán yến xào cao cấp và mua cho Linh mấy hộp. Cô gái ban đầu không nghĩ rằng Vinh mua cho mình nên ngồi trong xe đợi. Đến khi chiếc túi sách rúi vào tay của cô, cô mới biết cậu ấy tốn kém vì mình, liền từ chối ngay. Cái này đắt tiền lắm, tôi không nhận đâu. Cậu là nhân viên mới trong công ty, lương có bao nhiêu đâu mà bày vẽ thế. Vinh cười khổ, đúng thật, cô ấy chỉ biết anh là một nhân viên mới toanh chứ chẳng ngờ anh chính là con trai của ông chủ ở công ty đó đâu nếu đã như vậy liệu anh có nên nói thật hay không Làm tàn mất một lúc ý nghĩ đó bị vinh phủ định linh khác cô gái tham lam kia nếu cô ấy biết được vị trí thực sự của anh liệu có giữ khoảng cách với anh hay không nghĩ như vậy vinh tìm đại một lý do nào đó tôi mới ký kết thành công một hợp đồng lớn mang lại lợi nhuận khá cao cho công ty nên được xếp thưởng đấy Xem như là tôi chia sẻ niềm vui này với Linh Nhưng mà cái này Rất đắt mà Yến Trương bồi dưỡng rất tốt Giúp Linh mau bình phục hoàn toàn Linh phải sớm khỏe Để còn quay về với công việc chứ Có đúng không nào Thực ra thì gần đây Tôi cũng có dùng Yến Bạn của Linh thật tốt Hôm nào đó tôi gặp và cảm ơn cô ấy Tại sao cậu phải cảm ơn chứ Linh vốn dĩ không hiểu ý nghĩ Trong lòng của Vinh Cảm ơn vì Vi đã chăm sóc tốt cho người anh thương Trong suốt thời gian cô ấy bị mất trí nhớ Nhưng mà thôi chuyện đó tính sau Chuyện trước mắt là bắt những kẻ xấu xa kia phải trả giá Nghĩ vậy Vinh làng sang chuyện khác À à à thôi tôi đưa Linh về trước Xong tôi phải đi công chuyện đấy Chuyện của bà Diệu Chứng cứ tôi chuyển hết cho công an rồi Cứ yên tâm chờ tin của tôi nhé Vinh bận ấy cứ đi đi Không cần lo cho tôi đâu Tôi tự về được không sao không sao mà hộ tống cô gái nhỏ về tận nhà vinh mới bảo tài xế đưa anh đến đồn công an nơi đang giam giữ mấy kẻ mưu mô và tàn ác kia người vinh muốn tính sổ trước tiên chính là tên bình điên suýt tí nữa thì vùi hoa dọc liễu làm ô nhục cô gái trong sáng thánh thiện theo lời khai của hắn chủ mưu chính là cô gái có ngoại hình gương mặt giống nạn nhân như đúc vậy là cô ả à không những thông đồng với mụ diệu còn dắp tâm hủy hoại chính người thân ruột thịt của mình Thật là đáng ghê tởm Chiều theo bộ luật hình sự Tên Bình Điên mang hai tội Bao gồm bắt cóc có tổ chức Và dùng vũ lực cưỡng ép hành vi giao cấu Tổng hình phạt cao nhất cho hai tội ấy Có thể lên tới 14 năm tù giam Còn bà Diệu có động cơ đê hèn Và thành công đưa người bị hại Qua khỏi biên giới Việt Nam Cụ thể là sang Singapore Thuộc khung hình phạt từ 8 đến 15 năm tù Mức án sơ bộ đã có nhưng Vinh sẽ không để yên như vậy Anh tự nhủ với lòng Kẻ nào từng làm tổn thương đến người anh yêu Anh nhất định bắt kẻ đó Nhận lấy hậu quả đắt giá Thế là Vinh dùng một cuộc điện thoại Yêu cầu trợ lý mẫn Tìm cho anh một luật sư giỏi Để khởi kiện tên Bình và bà Diệu Về phần người chị em song sinh của Linh Anh có đôi điều vướng mắc Cần được giải đáp Vậy nên anh xin phép cán bộ điều tra Sắp xếp một cuộc gặp riêng Đối với Kiều trên mặt Kiều lúc bây giờ Có dàn mấy miếng u Che lại dấu vết tấn công của mộ diệu Cũng gương mật này Chiếc môi này, ánh mắt này Nhưng mà anh càng nhìn Càng chán ghét cực điểm Kiều thấy Vinh đến gặp mình Đoán rằng anh ta vẫn còn Địa một chút tình cảm xưa cũ Bèn tận dụng cơ hội Cô ta tự bấm móng tay vào đùi của mình Dùng đau đớn Ép cho nước mắt chảy ra Anh Vinh ơi Xin anh cứu em Em chỉ là bồng bột nhất thời Nhưng bây giờ em biết em sai rồi Anh cho em cơ hội đi Em sẽ chuộc lại lỗi lầm Có được không anh Sự tàn ác thuộc về bản chất Cô làm sao mà thay đổi được Người ta có câu đánh kẻ chạy đi Không ai đánh người chạy lại Em thực sự hối hận lắm rồi Anh à anh phải tin em Cô không phải là người <laughs> Cô là quỷ chứ Người cái gì mà người Anh Vinh dù gì giữa hai chúng ta Vẫn còn một đêm tình nghĩa Anh không thể tha thứ cho em được sao Từng một thời vui mừng vì điều ấy Khiến cho tình cảm đôi bên tiến thêm một bước Nhưng giờ đây Khi nghe kiểu nhắc mê nhớ Trái tim của Vinh bước bối Khó chịu vô cùng Anh nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh Cô nói đi Là cô cố tình chuốc say tôi Có phải hay không Em không có Chúng ta đủ rồi Tôi không muốn nghe điều dối trá này từ cô Hôm nay tôi đến đây Là muốn biết một sự thật Anh muốn Anh muốn biết điều gì Chất giọng của Kiều yếu ớt Đôi vai gầy run rẩy rất đáng thương Nhưng chỉ cần Vinh nhìn đến những miếng Hugo dán trên mặt cô ta Anh lại hình dung người ở căn nhà hoang hôm đó Không phải là cô ta Mà chính là Linh Thì sự cam ghét lại càng thêm dâng đầy Anh trầm giọng nói Cô giống Linh như vậy Dám chắc Cô đoán được quan hệ của hai người rồi Có đúng không Em Trả lời tôi Có hay là không Có Tôi từng hỏi qua bác định Bác ấy nói mình chỉ có một đứa con gái Nhưng mà tôi cũng tiến hành kiểm tra ADN rồi Cô đúng thật là con gái của ông ấy Cô nghĩ sao về chuyện này Em Kiều dừng lại một chút Rụi rụi nước mắt Sau đó giọng cổ nghẹn ngào đi kể lại Em lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ Sương Gia cảnh bình thường thôi Nhưng cũng gọi là vui vẻ Cho đến một ngày Mẹ đi bàn vé số bị giật Trong lúc xô đẩy với tên cướp Bà ấy bị ngã xuống đường Chẳng may bị xe tông trúng Từ đó em trở thành trẻ mồ côi Trong đám tang có một cô nói cho em biết Là em chỉ là con nuôi Do mẹ Sương nhặt về nếu mà tìm được ba mẹ ruột Có lẽ cuộc đời em đã bớt vất vả hơn Sau đó có một cô xưng là họ hàng xa của mẹ Dương Hứa rằng nuôi nấng em khôn lớn thành tài Em đâu ngờ Em về sống với bà ta Em chẳng khác gì kẻ hầu người hả Làm quần quật từ sáng đến tối Mà cơm cũng không được no đủ Bao nhiêu năm em cam chịu như vậy Đến một hôm bà ta đánh bạc thua rất nhiều Em vô tình nghe lo bà ta muốn bán trinh của em để trừ nợ vì vậy em mới lén mua thuốc ngủ cho bà ta uống rồi em trốn đi câu chuyện đi khá xa so với những gì mà vinh muốn biết nhưng mà anh vẫn lặng im để lắng nghe tất cả kiều lại tiếp tục nói em làm quần quật kiếm sống bằng rất nhiều nghề sửa bát phụ quán ăn giúp việc thậm chí em đi bán vé số cho tới khi em tình cờ gặp bà diệu bà ta bảo em đóng giả làm linh để ba cô ấy không phải đau lòng do ảnh hưởng tới sức khỏe em đồng ý ban đầu là ý tốt em lại được trả công hậu hĩnh rồi sau đó em gặp anh em thích anh em sợ em mất anh nên kết quả mới ra cơ sự thế này là em một phút mở mắt em tham lam nhưng linh không xảy ra chuyện gì em xin anh vì em và cô ấy là máu mù ruột già mà anh cứu em đi cứu em một lần này đi anh vinh à trong câu chuyện kiều nói có vài phần là thật nhưng từ đầu đến cuối cô ta tuyệt nhiên không để lộ bản thân mình từng làm gái làm chơi cô ta qua tai biết bao nhiêu thằng đàn ông vậy mà cô ta không kể vinh qua một lúc sâu chuỗi lời kể lên tiếng xác nhận mẹ xương của cô nhặt nuôi sao Đúng Bà ấy là mẹ đơn thân sao Đúng Bác định từng kể Ba gái sinh ở quê Đến bệnh viện không kịp Nên có gọi bà đỡ gần đó Khả năng là bà Dương vô tình biết được Vì bản thân thích trẻ con Đã lén bế một đứa bé về nuôi Bà đỡ vì sợ truy cứu trách nhiệm Bèn giấu nhẹm chuyện sinh đôi Sau đó vợ chồng bác định chỉ biết Có duy nhất một người con gái Lờ mờ đoán ra kết quả Vinh đứng dậy rời khỏi phòng Phía sau lưng Kiều vẫn còn liên tục réo gọi Van Nải Vinh Bị cán bộ điều tra giữ chặt Giữa lúc anh còn đang cân nhắc Nên xử lý Kiều thế nào Thì Linh lên tiếng đề nghị Tôi muốn gặp Kiều Đừng gặp Vì sao chứ Người đó không tốt Nhưng tôi có điều nghi ngờ Về quan hệ huyết thống của tôi và cô ấy Tôi muốn hỏi cho ra nhẽ Nếu quả thật là chị em Tôi sẽ cho cô ấy một cơ hội Nhưng cô ta không xứng có lẽ cô ấy Có nỗi khổ riêng Là do bản chất Không phải là do hoàn cảnh đưa đẩy Sao cậu lại nặng lời với người ta như thế Điều Linh biết chỉ là kiểu tham tiền Mới nghe theo sự sắp đặt của bà Diệu Không nghĩ rằng cô ta vì ganh ghét đố kỵ Mà thuê người làm hại người thân của mình Nhưng Vinh thì biết tất cả Anh bực dọc muốn kể hết Lại nhớ ra Linh vừa mới bình phục Không nên khiến cô ấy quá xúc động Quá đau lòng Nên anh đành xấu đi linh thấy vinh trầm ngâm đưa tay lay nhẹ cậu đưa tôi đi gặp cô ấy đi tạm thời trong quá trình điều tra chỉ có luật sư mới được gặp thôi vậy linh đừng nghĩ ngợi bà dịu bị bắt rồi chắc chắn bác định đang rất buồn phiền linh nên dành thời gian động viên và chăm sóc cho bác trai đi ừ tất nhiên rồi thực ra linh còn chưa khỏe đâu tôi nghĩ rằng tốt nhất nên thuê người lo cho bác tôi tôi phải cân nhắc chàng trai thành công chuyển hướng đề tài không thích linh dây dưa với cô gái xấu xa kia đồng thời vinh cũng muốn nêu ra để san sẻ gánh nặng trên vai của cô anh nói tiếp sức khỏe của bác là quan trọng linh nên vì bác đi nhưng nhưng tôi không có nhiều tiền nếu không ngại tôi cho linh vay hoặc là linh quay về công ty làm việc đi như vậy thì đủ khả năng lo cho bác trai rồi Ý kiến đó không tệ Cô cảm thấy mình thực sự khỏe Không nên tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa Và lại cô vẫn còn nợ xếp cũ một khoản tiền không nhỏ Chỉ có đi làm Cô mới trả dứt nợ Và có tiền thuê người chăm sóc cho bà Vậy là tạm gác lại chuyện của Kiều Linh lập tức mở laptop Soạn thảo đơn xin làm việc Ở bộ phận kinh doanh thêm một lần nữa Công ty in sóng xanh Là nơi đãi ngộ tốt và có tình người Cô không chắc chắn về việc Xếp thể thu nhận mình quay trở lại Nhưng mà nhất định Cô phải thử xem sao Soạn xong lá đơn Linh định in ra rồi trực tiếp Mang đến công ty cho sếp Nhưng Vinh lại bảo hôm nay sếp đi công tác chưa về Anh sẽ ghé để nghe ngóng lúc thích hợp Và báo lại cho cô Vì vậy cô gái nhỏ kiên nhẫn đợi thêm giam ba hôm nữa Nào ngờ mới qua một hôm Giám đốc đã gọi cho Linh Dạo này cô thế nào? Đã đi làm ở đâu chưa? Dạ thưa sếp Em chưa? Công ty hiện đang thiếu một nhân viên kinh doanh Nếu chưa có nơi nào Thì quay về đi thôi Sếp, sếp nói thật ạ à? Ừ, vậy mai vừa hay đầu tháng Bắt đầu công việc luôn nhé Dạ vâng ạ à. Kết thúc cuộc gọi Linh liền báo tin mừng ngay cho Vinh Sẵn tiện nhờ cậy luôn Vinh ơi, may mắn thật đấy Tôi sắp làm đồng nghiệp của cậu thêm một lần nữa rồi Thật sao, chúc mừng em Đang cao hứng Linh không để ý tiếng gọi em của Vinh Cứ ca ngợi giám đốc không ngớt Xếp mình đúng là tốt bụng thật đấy Vậy nên tôi càng phải làm việc chăm chỉ mới được Ừ À đúng rồi Xếp bảo tôi mai đi làm luôn Cho nên hôm nay tôi phải tìm được người chăm sóc cho ba Gặp thế này không biết tìm ở đâu Vinh có quen ai không Cậu giúp tôi tìm với Dễ mà, trưa nay sẽ có Quả nhiên qua mấy tiếng sau Có một người phụ nữ gương mặt phúc hậu Tìm đến cửa sau khi xem qua cách chăm sóc của bà ấy cô cảm thấy đây là một người cẩn thận kỹ tính rất thích hợp để trao gửi niềm tin điều ông định biết bà dịu bị bắt vì tội danh lừa bán người ra nước ngoài linh không nói rõ nạn nhân chính là cô nên cảm xúc của ông đối với chuyện đó ngoài muộn phiền chỉ có thất vọng nghe con gái nói đã tìm được người đến trông coi lo cơm nước thuốc men cho mình ông cũng gật đầu rồi quay mặt đi ông che giấu đi tia mắt buồn man mát Ngày mới bắt đầu Sau khi mổ đồ ăn sáng cho ông Định Linh thay đổi công sở Lên tinh thần quay lại với công việc Đã gắn bó với mình bao nhiêu năm Cô lên thẳng phòng giám đốc để trình diện Dạ thưa sếp em đã đến Vẫn vị trí cũ Vẫn bản làm việc cũ Nhưng nếu làm việc tốt Tôi sẽ cân nhắc việc tăng lương cho cô Dạ vâng em cảm ơn sếp rất nhiều Thôi được rồi Cô về chỗ làm việc đi Dạ em xin phép Linh vừa rời khỏi chàng trai đứng nép trong phòng nghỉ trưa của giám đốc cũng bước ra từ tốn chú sắp xếp như vậy rất thỏa đáng cảm ơn chú về sau nhờ chú chiêu cố cho linh nhiều hơn tôi biết rồi cậu cứ yên tâm mà cuộc đối thoại này của hai người không ngờ lại lọt vào tai của điệp khi cô ta đến phòng giám đốc xin ký duyệt hợp đồng vì đã biết địa vị không hề tầm thường của vinh điều đó khiến cơn ghen tị trong lòng cô ta bừng lên như một ngọn lửa Cố gắng nuốt ngược ức chế cuồn cuộn lúc bấy giờ Điệp gõ cửa và bước vào Vinh cũng cúi Đầu chào xếp sau đó bước đi Tầm mắt chưa từng đặt lên người cô ta Dù chỉ là một chút Lòng Điệp lúc này Vô cùng rối loạn Trong đôi mắt đục ngầu sự đố kỵ Tâm trí xuất hiện những ý nghĩ độc địa Cô ta cầm hồ sơ đã được ký duyệt Quay về chỗ của mình Bắn về phía Linh cái nhìn lạnh lẽo Đũa mốc mà đòi tròi mâm son Thứ rẻ tiền mà thích trèo cao Được Để tao giúp mày Té đo một phen cho mày tỉnh ngộ Qua ngày hôm sau Cán bộ điều tra tiếp tục thẩm vấn đồng phạm Trong vụ việc giàn dựng lừa bán người ra nước ngoài Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ Anh công an mới lấy xong lời khai Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao Anh gọi cho bạn học cũ Kiểu bị như vậy rồi Mày có thuê luật sư để bảo lãnh không Mày nói ai cái thằng Tao nói rất to rồi đấy Còn không nghe rõ à Tao bảo là Kiều Vợ của mày Tao làm gì có vợ tên Kiều Ơ cái thằng hâm này Hôm đám cưới mày Tao có đi dự rõ ràng Nhìn mặt ấy, là tao nhớ được ngay Khoa thầm nghĩ Đám cưới của mình thì chỉ có Linh thôi Thằng Hùng này làm sao lại gọi vợ cũ của mình là Kiều chứ Còn hỏi có thuê luật sư bảo lãnh hay không Rốt cuộc là cái quỷ gì thế này Cơ mà thằng này xưa nay nghiêm túc không biết nói chơi khả năng nhìn lầm thì không thể nào bởi vì muốn được vào trong ngành cảnh sát điều tra thì trực giác phải vô cùng linh hoạt thế là khoa hỏi ngay mày bảo mày gặp vợ tao ừ cô ấy làm sao mà mày hỏi tao có cần luật sư hay không vợ mày mà mày chả biết đúng là mày khẳng định người đó tên kiều à chứ tên gì cái thằng này mày bị sốc quá nên mày mới bị bệnh phải không Mày chụp hình người đó Gửi qua đây tao xem nào Được rồi mày chờ tao một chút Chờ qua 15 phút sau Hùng gửi bức hình của cô gái tên Kiều Sang cho Khoa Quả nhiên là giống Linh vô cùng Có điều trên mặt cô ta Còn có mấy miếng u gô Nên nhìn không được rõ cho lắm Khoa vội vàng bấm gọi lại cho Hùng Mày nói xem người đó Bị bắt vì tội gì Đồng lõa trong vụ bán người Và chủ mưu trong vụ bắt cóc hãm hiếp Mày có thể cho tao gặp cô ấy được không Không ấy chứ Mày là chồng Mày muốn gặp thì gặp thôi Thôi được rồi Tao đến ngay Thế là Khoa bỏ giờ Nửa buổi chiều làm việc Lập tức chạy đến đồn công an Nơi bạn học cũ đang công tác Hồng mới sắp xếp cho nghi can gặp riêng Thân nhân để tính toán chuyện tìm luật sư Khoa vào trong phòng tạm giam Thực sự quá đỗi ngỡ ngàng Vì trên đời này lại có người giống Linh Điến như vậy Lòng anh bỗng xáo động những cảm xúc ngơ ngáy khó chịu Bản thân anh cũng không rõ Đành ngồi xuống trước mặt của Kiều Im lặng chưa muốn lên tiếng Cô gái kia nhìn Khoa bằng ánh mắt xa lạ Anh là ai? Nhìn mặt rất quen Gặp tôi có chuyện gì? Câu hỏi của cô gái khiến anh bỗng dưng hồi tưởng lại Những chuyện xảy ra trong quá khứ Nói đại một câu thăm dò Cô từng gặp với rất nhiều đàn ông Bị phát tán clip sách trên mạng Có đúng không? <laughs> Vậy anh là khách hàng cũ của tôi à? Ba từ khách hàng cũ của cô ta Nói lên tất cả Cô ta sống bằng cái nghề bán thân xác Là cô ta khiến cho cuộc hôn nhân của anh đi đến bờ vực thẳm Sự thật được phơi bày vào lúc anh không ngờ nhất Một lần nữa như muối sát vào trái tim của anh Rồi tâm trí lơ lửng chín tầng mây Với biết bao nhiêu nuối tiếc cùng với ân hận Anh xài bước chân vô thức rời khỏi nơi ấy Ngồi trên xe Những kỷ niệm đẹp đẽ ngọt ngào nhất ùa về Giống như thác lũ làm cho lòng anh thêm quặn thắt Nội nhớ thôi thúc khoa chuyển hướng về nhà ông định Dừng xe Anh mới cảm thấy bản thân mình thật là hâm dở Linh hiện tại tất nhiên phải đang ở công ty Chứ không thể ở nhà được Nhưng tại sao lúc này Anh lại thèm được nhìn thấy cô ấy đến nhiều như vậy Thế là lý trí nghe theo sự mách bảo của trái tim Xui khiến anh làm tiếp một hành động ngớ ngẩn khác Khoa đến công ty in sóng xanh tìm một quán cà phê có vị trí quan sát cổng ra vào tốt nhất và ngồi đợi ở đó cảm giác một phút trôi qua tựa như hàng thế kỷ nội dày dứt chất chồng trong anh khi nghĩ đến những ngày anh đã dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất để chỉ chiết và làm tổn thương linh nơi lồng ngực nhức nhối khoa không nén nhịn được anh rút điện thoại ra và nhắn tin cho linh anh biết hết sự thật rồi anh là một thằng tồi vì anh không tin tưởng em anh xin lỗi em rất nhiều Linh ơi Linh là ngày đầu quay trở lại công ty Làm gì có thời gian rảnh rỗi Cô còn phải sắp xếp mọi thứ Để công việc về sau suôn sẻ thuận tiện Nên không có để ý đến âm báo tin nhắn Loài hoài đủ thứ Rồi cũng đến giờ tan sở Cô dọn gọn gàn bàn làm việc của mình Sau đó lấy túi sách ra về Vinh ở ngay bàn bên cạnh Cũng bước theo sau cô Muốn đi cùng Linh để đến thăm Bắc Định Nhưng lúc này Điệp từ đâu xuất hiện cố tình gọi Vinh. Anh Vinh ơi, em được tặng hai tấm vé xem biểu diễn siết đấy. Có quốc cơ này, quốc nghiệp. Từng làm dậy sóng ở chương trình gót thay lần đấy anh. Anh đi với em nhá Tôi bận rồi, cô hỏi người khác đi. Nhưng... Thế nhá, tôi đi trước đây. Nhưng Vinh vừa xoay lưng, một cánh tay đã níu lại. Một bên điệp bám chắt lấy Vinh, tay còn lại ôm lấy đầu nhăn nhó. Sao tự dưng em choáng váng quá? Cô làm sao thế Em bị thiếu máu Lâu lâu lại bị như vậy Anh có thể giúp em đưa em về nhà được không Bị vướng lại vì điệp ở đây Vinh bỏ đi luôn với Linh thì vô cảm quá Mà lại đây thì anh không muốn Anh nhờ đồng nghiệp khác Thì lại bị đánh giá không hay Vậy nên Vinh đành dìu cô ta ngồi xuống ghế Cô chờ tôi một chút Điệp mừng thầm trong bụng Ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mệt mỏi khó chịu Phía bên này Vinh bấm số gọi cho trợ lý Mẫn Anh đến công ty in sóng xanh Nhanh lên Mà trong lúc này Linh đã lấy xe Sau đó đang dắt ra ngoài cổng Từ phía đối diện Tầm mắt của Khoa đã trông thấy người thương Anh liền trả tiền lấy xe và đuổi theo cô Linh đang chạy Phía sau vang lên tiếng gọi rất quen Không cần nhìn cô cũng biết Sau đó anh ta tăng tốc Chạy song song với cô Linh à Anh có chuyện muốn nói với em Chúng ta còn gì để nói Chỉ nói một lúc thôi Nếu em không đồng ý Anh sẽ theo em đến tận nhà đấy Anh... Thôi được rồi Ngồi quán nước kia đi Thế là Linh tấp xe vào Ngồi luôn nơi chiếc bàn ngay cửa Thúc giục Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi Tôi không có nhiều thời gian Em giận anh là đúng Anh là thằng ngu mới không tin tưởng em Anh sai rồi Cho anh xin lỗi Anh đang nói chuyện gì thế anh đã biết trước này Em chưa từng làm điều gì đáng xấu hổ cả Là anh mắt mù anh ghen tuông vớ vẩn Nên anh mới đánh mất em Anh xin lỗi em Anh xin lỗi nhiều lắm Linh à Anh biết cảm giác của tôi lúc này là gì không Em... em nói đi Nó giống như chiếc quạt mùa đông Hay chiếc áo bông mùa hè vậy Không đúng thời điểm Chả có ý nghĩa gì Anh bị quả báo rồi Linh à Bây giờ căn nhà đó trở nên lạnh lẽo lắm rồi Chị hai thì bệnh nặng Loan nhìn anh như kẻ thù Giá như đủ rồi Tôi không phải ở đây Để nghe anh kể lấy hai nuối tiếc Nếu không có việc gì Tôi đi về đây Linh kìa Linh Khoa tính đuổi theo Điện thoại của anh đã vang lên hồi chuông quen thuộc Đầu dây bên kia Giọng của một người đàn bà lạnh lùng cất lên Tôi đang mệt Mà chị hai còn làm mình làm mẩy Anh về mà chiều chị ta đi Tôi hết cách rồi Thôi được Tôi về ngay Khoa buông một tiếng thở dài Thật không muốn về căn nhà kia một chút nào Từ lúc nào nơi ấy lại mang cho anh cảm giác bí bách và nặng nề Nghẹt thở đến như vậy Còn Linh điều khiển xe về nhà Cảm xúc đã không còn tranh trao buồn bã như khi xưa Chuyện tình trường không được như ý muốn Cô vẫn còn mục tiêu công danh để cố gắng Có tiền trả nợ và lo cho ba thật tốt Là đủ hạnh phúc rồi mà ở phía bên kia Khi Mẫn vừa xuất hiện Vinh vội vàng giao phó điệp cho cậu ấy giúp Đưa cô ta đến bệnh viện Không còn ai cản trở Anh tự mình bắt taxi đuổi theo Thế mà chính mắt anh trông thấy Linh bước vào quán nước Gặp gỡ với người chồng cũ Có cầu tình cũ không rủ cũng tới Linh vẫn còn nặng tình với tên đàn ông kia sao Ý nghĩ đó cứ lờn vờn trong đầu Khiến Vinh cảm thấy Lòng cồn cào và ngơ ngáy không chịu nổi Vì không muốn giáp mặt Vinh người thương Với tâm lý xáo trộn anh quyết định quay về nhà ổn định lại cảm xúc hiện thời chẳng mấy chốc linh về tới nơi cô giúp việc bảo rằng hôm nay ông định ăn rất ít người bệnh muốn bình phục nhanh chóng thì điều kiện quan trọng nhất chính là tâm lý lạc quan vui vẻ vậy nên cô ấy nói nhỏ bảo linh dáng khuyên nhủ ba linh gật đầu nhanh nhẹn tắm rửa ăn uống xong liền vào ngồi cạnh xoa bóp tay chân cho ba khuyên ông ấy không cần phải buồn vì một người đàn bà tâm địa xấu xa như vậy Linh trò chuyện với bà một lúc lâu Nhìn đồng hồ không còn sớm Mới đi khuấy cho ông định một cốc sữa nóng Chờ cho ông uống cạn Cô mang cái cốc đi rửa Rồi về phòng Chợt điện thoại của cô rung lên Đoán chắc là của con bạn tốt tính Nào ngờ người gọi đến không nằm trong danh bạ Làm một dãy số lạ lẫm Cô hơi nhíu mày Nhưng cũng bấm phím nghe Alo tôi nghe Còn khốn nạn kia Đến tận bây giờ mà mày vẫn còn tằng tịu với chồng của tao Nhận ra là giọng nói của Loan Linh cứng rắn Cô ăn nói cho cẩn thận Anh ta tôi không thèm Không thèm Mà chúng mày nhắn tin cho nhau Cô điên rồi tôi không rảnh để tiếp chuyện với cô Nói xong Linh cũng ngắt kết nối Kéo số Loan vào danh sách chặn Nhớ lại lời cô ta quát lúc nãy Chúng mày nhắn tin cho nhau Linh mới mở điện thoại xem lại tin nhắn chưa đọc Lại là lời ăn nan tạ lỗi của Khoa cô tiện tay bấm xóa sạch sẽ rồi lên giường nằm đầu dây bên kia Loan bấm gọi không được điền tiếp nén mạnh điện thoại xuống đất vỡ tan vừa đúng lúc này Khoa đút cháo cho bà hiền xong giờ mới lấy đồ đi tắm Loan đang ba máu sáu cơn nhìn thấy thằng đốn mặt chim chuột bên ngoài lù lù xuất hiện như có chỗ chút phòng tới nâng tay tát cho Khoa một cái đang mệt thì chớ gặp con vợ vô duyên vô cớ nổi giận Khoa gầm lên Cô điền như vậy đủ chưa Chưa đủ đấy Thằng tôi Tao vừa mới gặp chuyện không lâu Mày đã tìm cách kéo con rẻ rách kia về đây Vừa hét Loan vừa nâng cái điện thoại có tin nhắn Mà Khoa gửi cho Linh làm bằng chứng Anh ta đuôi lý Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh miệng Cô cầm đi Cô học cái thói hỗn nào ở đâu thế hả Tao không cầm đấy Mày ngoại tình Mày còn muốn tao phải nhịn à Thằng khốn nạn này Loan càng nói càng quá quát Khoa đã hết sức chịu đựng Giờ tay đáp một cái thật mạnh lên mặt của cô ta Cô ta bị bất ngờ Ngã chúi nhùi ra đất Càng mất không chế Đứng dậy bật vươn móng tay bén nhọn về phía của Khoa Và cào cấu bất chấp Anh nổi đoá Một lần nữa mạnh tay Hất cô ta ra Ly hôn đi Tôi mệt mỏi quá rồi Mày muốn tự do Để mày về với con quỷ kia Mày đừng có mơ Tùy cô Ý của tôi Tôi đã quyết rồi Dứt lời khoa đóng cửa một cái thật mạnh rồi rời đi Bỏ lại một mình người đàn bà chanh chua hỗn xược Càng mất trí Lồi mấy thứ đồ đạc xung quanh Ném xuống đất nát tan Đêm ấy Khoa trải chiếc chiếu trong phòng chị Hiền Nằm dưới sàn nhà Quá khứ và hiện tại đan xen nhau trong suy nghĩ Khiến cho Khoa càng thêm chua xót Nằm mãi không ngủ được Thế là anh mở điện thoại lên Lướt tin một chút Trang cá nhân của Linh đã lâu không đăng bài mới Giữa bình luận Ảnh đại diện Cúc Họa mi Của cái tên Cô Gái Mùa Đông Càng khiến anh nhớ Linh nhiều hơn Mà lúc này Linh vừa mới an ủi Vi Vì tình yêu đơn phương xong Đang chuẩn bị chợp mắt Thì có âm báo tin nhắn Cô mở máy lên xem thử Là một trích đoạn trong ca khúc Của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Tình ngỡ đã xa xưa Nhưng người bỗng lại về tình ngỡ sóng xa đưa Nhưng còn quá bao la Linh cảm thấy đây chính là nỗi lòng Của một nick facebook đó Dành cho cô gái bên cạnh mình Sau những cảm xúc phức tạp gần đây Cô mới đáp lại Nếu bao la vời vời Thì sao phải buông tay Nếu yêu thương còn đầy Dốc hết lòng vun đắp Thấy nick facebook kia không nhắn nữa Chắc là cậu ấy đã đi ngủ rồi Linh lấy điện thoại cắm sạc Rồi sau đó dỗ mình vào giấc ngủ Đêm nhanh chóng qua đi Cô thức dậy khoan khoái vươn vai đón nắng mới Linh xuống nhà nhìn thấy cô Hoan giúp việc Đang múc nước lèo và bát bún cho ông định Bữa sáng ngon miệng Hợp vệ sinh như vậy Rất vừa ý của Linh Cô ấy nấu dưa nên Linh cũng được thưởng thức Tài nghệ nấu nướng của cô Linh thay quần áo đến công ty Với tâm thế tràn đầy hy vọng Cô tích cực liên hệ với các khách hàng tiềm năng Giới thiệu những sản phẩm mới Làm nên đẳng cấp của một doanh nghiệp Cô còn tư vấn họ dùng phương thức thích hợp giúp họ tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất mà chi phí cũng hợp lý. Vì sự tư vấn tận tình qua Zalo, cách nói chuyện gần gũ như bạn bè của cô khiến vài vị khách khó tính nhất cũng đồng ý hợp tác, đi đến thỏa thuận những điều khoản trong hợp đồng. Loài hoài hết một buổi sáng, Linh bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Nghĩ mãi một lúc, cô mới phát hiện, hôm nay Vinh không đến công ty. Thường ngày chàng trai trẻ ấy tốt bụng, quan tâm đến cô lắm nên hôm nay vinh vắng mặt tất nhiên linh cũng nên hỏi thăm một chút nghĩ vậy linh lấy điện thoại gọi cho vinh đường dây kết nối nhưng chỉ là những tiếng chuông dài sau đó là thông báo người nhận không bắt máy biết là cậu ấy bận hay là bị ốm rồi đây không suy đoán linh trực tiếp nhắn tin sao hôm nay cậu không đến công ty có mệt mỏi đau ốm gì không đấy Cô còn chưa gõ tiếp Điệp đã đi ngang qua Ánh mắt liếc vào màn hình trên tay của Linh Trong thấy ảnh đại diện của Vinh Thì cơn tức lúc này liền tăng vọt Nhiều người ấy mà Hình như là không chịu soi gương Bản thân thì thối tha Mà cứ tưởng là mình ngon Tối ngày đầy đưa áo nghèo Linh biết Điệp không có thiện cảm với mình Câu nói kia không rõ Có phải là đang ám chỉ mình hay không Cơ mà cô ta chẳng nói ai Chả biết có phải là mình hay không nên Linh lại tiếp tục Nhắn một tin khác cho Vinh Có gì nói cho tôi biết nhé Thôi tôi làm việc đây Sau đó là biểu tượng cảm xúc cố lên Để chuyển năng lượng tích cực Linh vừa đặt chiếc máy công ty cấp xuống Máy cá nhân của cô lại đổ chuông Là một dãy số lạ gọi đến Cô trượt màn hình kết nối lên tiếng Alo Linh nghe Là anh đây Anh thật sự rất nhớ em Muộn màng rồi tôi có cuộc sống của tôi anh đừng có làm phiền tôi nhưng mà nhưng mà anh tôi bận rồi thế rồi linh lạnh lùng tắt máy không muốn dây dưa cuộc trò chuyện vô bổ đêm qua dù công không làm gì vợ anh ta còn nổi cơn thịnh nộ gào giống lên như bà điên nếu như bây giờ còn cho anh ta cơ hội tiếp xúc không khéo đến lúc đánh ghen âm mỹ thì công việc của cô vừa cố gắng ổn định lại trở thành sôi hỏng bỏng không cô rất chú ý tránh xa những rắc rối nhưng mà rắc rối vẫn cứ tìm đến cô Điệp bàn nãy đứng gần Đã dòng tai và nghe hết Chỉ đôi câu hàn học của Linh với người trong điện thoại Cô ta cũng đoán ra được Người đó chính là chồng cũ của Linh Một ý tưởng lóe lên trong đầu Cô ta nhách môi cười khinh miệt Rồi quay lại bàn làm việc Lập kế hoạch tính sổ Với con nhỏ đáng ghét này Thời điểm này Vinh đang ở căn hộ cao cấp của anh Nhìn mai miết vào chiếc điện thoại Lúc Vinh gọi Anh đã muốn bắt máy nhưng lại nhớ đến cảnh tượng cô và chồng cũ vẫn còn gặp gỡ nặng tình với nhau cơn bực dọc trong lòng anh xô lên sùng sục thế là anh mặc kệ tiếng chuông ngân lên từng hồi dài anh cầm cúi vào laptop và làm việc ngược đời là khi Linh không gọi nữa anh bỗng cảm thấy nuối tiếc và trống trải anh cầm điện thoại lên hy vọng cô sẽ gọi đến thêm một lần nữa tin nhắn của Linh anh cũng đọc rồi cô ấy đối với anh có chút quan tâm đó thôi nhưng dẫu sao tin kia vẫn là người mà linh từng chọn hẳn nhiên những cảm xúc yêu thương nào đâu dễ phôi phai nếu hắn ta lại tính chiêu lừa linh quay lại anh phải xử lý làm sao đây nghĩ đến khả năng đó những hờn rỗi đối với linh hóa thành hoang mang và lo lắng không được nếu đã như vậy anh phải càng xuất hiện trước mặt linh để tạo cho cô một thói quen tên chồng cũ mà có mò đến anh cũng dễ dàng cản trở không cho hắn ta được như ý Thế rồi anh lập tức Bảo trợ lý Mẫn Mang chiếc xe máy tầm trung đến cho anh mượn tạm Như vậy anh có thể chủ động trong việc theo đuổi Làm kỳ đà cán mũi tên đàn ông kia Khi Vinh đến công ty Cũng đã hơn 2 giờ chiều Còn vài tiếng nữa thôi là hết giờ làm việc Linh trông thấy anh đến Nụ cười dịu dàng Nở rộ trên môi Tôi cứ lo cậu ốm Thì ra là có việc đột xuất Thực ra cũng có chút mệt Nhưng công việc quan trọng Tôi không muốn sự thiếu cố gắng của mình Khiến người khác giành mất cơ hội Thế thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé Sau đó cả hai quay trở lại với công việc Thực chất chỉ mỗi Linh tập trung Còn Vinh vẫn đang không thoải mái Nghĩ đến chuyện Linh sẽ yếu lòng Vì tên đàn ông bội bạc kia một lần nữa Rất nhanh Ngày làm việc cũng kết thúc Linh mở tủ lấy túi sách Thì nghe tiếng của Vinh ở ngay bên cạnh Hôm nay đi ăn với tôi có được không? linh vẫn còn nợ tôi một bữa tối đấy vinh nói không sai mà tình hình của ba cô cũng tạm ổn nên cô về trễ một chút cũng không thành vấn đề thế cũng được ăn xong tôi đến thăm bác trai nhé sợ là hơi muộn phiền cậu lắm phiền cái gì đâu mà phiền cứ như vậy đi nói xong hai người một trước một sau thẳng tiến về phía trước vinh bỗng buồn đi vệ sinh bảo linh cứ lấy xe trước và đợi anh một chút nhưng khi linh vừa dắt xe ra cổng Loan đã từ đâu phóng tới và gào thét Còn khốn nạn kia Là mày Mày dụ dỗ chồng tao Mày còn muốn nối lại tình xưa với nó Nên xúi giục nó ly hôn với tao chứ gì Này cô, cô ăn nói cho đàng hoàng Ai thì tôi không biết Riêng tôi không bao giờ nhặt lại thứ Mà tôi bỏ đi Mày còn giả vờ ra vịt Chỉ có thể là mày Còn đê tiện này Mắng xong Loan còn cố tình lớn tiếng Để thu hút sự chú ý của mọi người Mọi người ơi Cái con này nó làm cái nghề mua vui cho đàn ông Bây giờ nó còn rũ rỗ chồng tôi bỏ vợ theo nó Giờ tan tầm Người ra về đông đúc Gặp chuyện ồn ào như vậy Ai nấy không khỏi tò mò Đứng lại xem kịch vui Linh đối với sự ghen tuông bất chấp phải trái của Loan Thì không thể nào nhẫn nhịn được Cô cũng cao giọng nói Tôi sẽ kiện cô Tội vu khống Bôi nhọ danh dự của tôi Vậy thì mày kiện đi Tao chống mắt lên xem con rẻ rách cho mày Còn cãi chảy cãi cối như thế nào Cầm miệng Một thành âm vang lên Cắt ngang lời nói của Loan Từ trong đám đông Vinh rẽ lối tiến thẳng tới nơi người đàn bà tranh chua Đang cố làm loạn Loan lúc này quắc mắc hỏi Mày là thằng nào À Tao nhớ rồi Mày là nhân tình của con đó có đúng không Trông đẹp đẽ như vậy mà rõ ngu Bị nó cắm cho bao nhiêu cái sừng Mà vẫn còn u mê Đúng Tôi thích Linh là thật Nhưng tôi không u mê Bởi vì tôi tin tưởng vào nhân cách của cô ấy Cái thứ làm gái nuôi thân mà có nhân cách á Hơ, Cười chết tao Đúng ngu ngục Không có thuốc chữa Ngày lúc này Vinh cầm chiếc điện thoại Đã giấu từ phía sau lưng từ nãy giờ Đưa đến trước mặt cho Loan Tôi đã ghi âm toàn bộ lời phỉ bán của cô Cô về Đợi nhận giấy triệu tập của công an đi Mày Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Thương Người Ở Bạc được viết bởi tác giả Vân Bích. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, thật sự là rất hà dạ khi mà cô gái tên Kiều và bà Diệu đã bị bắt vào tù và phải trả giá cho những việc mà bà ta và Kiều đã gây ra cho Linh. Nhưng mà sau khi mà Đưa được Kiều và bà Diệu vào trong tù rồi Thì cô gái tên Linh của chúng ta lại phải đối đầu Với một cô gái ở trốn công sở Đó chính là cô gái tên Điệp Để rồi xem cuộc đời của Linh sẽ như thế nào đây Anh chồng cũ lại tiếp tục đòi quay về Thật sự là dối ren đúng không quý vị Chúng ta sẽ cùng lắng nghe à, Xem là tập 8 của câu chuyện này Tác giả Vân Bích của chúng ta Sẽ gửi tới cho chúng ta những nội dung như thế nào Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được Mến chào tất cả quý vị Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.